Thưa quý vị, hai nước sau cùng mà tôi đến trong tháng 6 vừa qua là Áo và Hung Gia Lợi. Điểm chung của hai nước này là sông Danube. Sông Danube chảy qua cả hai thủ đô Vienna và Budapest. Danube là con sông dài thứ hai của châu Âu, chảy qua chín nước khác nhau. Cảnh trí hai bờ sông thật đẹp được nhiều người biết đến qua bản nhạc nổi tiếng dòng sông xanh. Tới được đi thuyền trên dòng sông này ban đêm tại Budapest. Thật là một hình ảnh không thể quên. Chúng ta để ý thấy rằng hầu như mỗi một thành phố nổi tiếng trên thế giới đều đi chung với một dòng sông. Paris có sông Sen, London có sông Thêm, Sài Gòn có sông Đồng Nai, Hà Nội với sông Hồng, Huế với sông Hương. Vườn Eden trong Ngân Thánh được mô tả là nơi có bốn con sông với sông Tigris và sông Euphrates vẫn còn đến ngày nay. Sách Khải Huyền mô tả về quan cảnh thiên đàng như sau. Thì ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống trong như pha lê ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả 12 mùa, mỗi tháng ra quả một lần. Và lá cây dùng để chữa lành cho các dân. Dòng sông ở thiên đàng được gọi là sông nước sự sống, nghĩa là dòng sông đem lại sự sống. Thật ra thì dòng sông nào cũng đem lại sự sống, sự sống cho loài vật dưới nước cũng như con người nhờ vào dòng sông để mà sống. Nhưng dòng sông ở thiên đàng nói lên sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu phán, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Trước đó Chúa phán, nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống. Nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống. Người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Thưa quý vị, đó cũng là lời Chúa Giêsu phán với chúng ta hôm nay. Khát nước hay là khao khát nói đến nhu cầu của tâm hồn. Sâu kín trong tâm hồn, mỗi chúng ta đều có một khao khát. Mỗi người chúng ta đều có một khoảng trống trong tâm hồn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Pascal trong tác phẩm Pansé, tức là suy tư nói như thế này nỗi khao khát của con người giống như một vực sâu vô hạn cho nên chỉ một mình thiên chúa là đấng vô hạn mới có thể lấp đầy. Thánh Augustine thì nói: Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa. Với tất cả những lời dạy và kinh nghiệm trên Quý vị có đang đi tìm một lời giải đáp cho nhu cầu của tâm hồn mình không? Tôi được đọc lời chứng của một học giả Việt Nam là ông Trần Thuyên, sống tại Pháp. Ông viết về kinh nghiệm gặp Chúa của ông như sau. Ông viết, Gia đình tôi thật ra không thực hành một tôn giáo nào. Cha tôi theo nho giáo nhưng có khuynh hướng tự do. Mẹ tôi theo Phật giáo như trăm nghìn đồng bào khác thỉnh thoảng đi chùa lễ bái ngày rằm và mùng 1 và ăn chay riêng tôi tôi chống mọi thứ tôn giáo đối với tôi tôn giáo chỉ là mê tín dị đoan dành riêng cho hạng đàn bà quê mùa mù chữ dốt na đến bậc trung học tôi được cha mẹ gửi vào một trường tư thục công giáo la mã ở huế không phải vì có lòng mộ đạo nhưng chỉ vì chúng tôi không tìm được trường nào khác ở vùng ấy. Ngoài những môn học thường lệ, học sinh còn phải học giáo lý cương yếu và đọc kinh trước mỗi giờ học. Như tất cả các học sinh trong trường, tôi quỳ gối đọc kinh hoặc giả bộ đọc, cố ra vẻ trang nghiêm, sùng kính nhiệt thành. Nhưng trong thâm tâm tôi ghét mọi điều đó. Như tôi đã nói, trên nguyên tắc tôi chống mọi thứ tôn giáo nhưng tôi ghét công giáo hoặc cơ đốc giáo nhất. Lúc bây giờ tôi lầm tưởng hai danh từ này đồng nghĩa. Là một người yêu nước nhiệt cuồng nên khi các bạn học mãi vui chơi ngoài phố, tôi say sưa đọc lén đủ thứ tác phẩm cách mạng. Dạo ấy các nhóm cách mạng bí mật mọc lên như nấm nhằm mục đích đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại quyền độc lập cho xứ sở. Đối với tôi, cơ đốc giáo hoàn toàn do thực dân pháp phát minh cốt ru ngủ dân ta hầu dễ bề bóc lột và thống trị nước ta mãi mãi tôi nghĩ các nhà truyền giáo chỉ là đội quân tiên phong đi mê hoặc dân chúng và dọn đường cho đạo quân xâm lăng từ tận đáy lòng tôi hoàn toàn đồng ý với các marx nói rằng tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng vì thế khi ra khỏi trường trung học ấy, tôi càng chống nghịch cơ đốc giáo hơn trước. Sau Thế chiến thứ hai, tôi qua Âu Châu. Cuối năm 1954, tôi lâm bệnh. Phải nằm điều trị tại một bệnh viện ở haute savoie ở Pháp. Suốt hai năm nằm trong bệnh viện tĩnh mịch. Tôi có đủ thời giờ nghỉ ngợi, suy tư. Tôi mơ hồ nhận thấy rằng mang bệnh tật giữa lúc bước vào chỗ rẽ quan trọng trên đường sự nghiệp là một thứ hình phạt do một đấng cao cả đã bất mãn với tôi, với nếp sống vô tư và tội lỗi của tôi. Phải chăng đây chính là triệu chứng báo hiệu một hiểm họa chết mất đang chờ đợi tôi nếu tôi cứ tiếp tục sống theo nắp sống cũ? Từng loạt những câu hỏi cổ điển mà con người tự hỏi từ thở khai thiên lập địa bắt đầu dày vò tâm trí tôi ta từ đâu đến ta làm chi ở đời này rồi ta sẽ đi đâu đang khi chưa tìm được lời giải đáp thì cuộc đời của tôi chỉ là một câu đố và tôi không thể nào yên tâm được vốn có óc hoài nghi tôi thích đặt câu hỏi về mọi sự và nghi ngờ mọi điều vì tôi cho rằng hoài nghi là một dấu hiệu trí thức hơn người khác được hấp thụ, học vấn Âu Tây, được tiếp xúc với nền văn hóa Pháp, với ốc trào luận của Voltaire, với ốc hoài nghi của Descartes, với luận điệu Cesar của Montaigne, ta không dễ gì giải quyết những vấn đề thắc mắc đó. Lo lắng, băn khoăn chỉ là bản tính của con người, vì con người vốn hay suy tưởng. Trong không gian và thời gian, con người bị vũ trụ bao la, chế ngự và đè bẹp tuy nhiên con người vẫn nuôi cao vọng thấu triệt vũ trụ và tôi thấy khoa học đã thỏa mãn phần nào cao vọng đó khoa học đã giúp con người nhận thấy rằng vũ trụ có trật tự thống nhất và dường như đang hướng về những mục tiêu nào đó nhưng làm sao giải nghĩa những sự kiện ấy nếu không nhìn nhận có đấng tạo hóa Thưa quý vị, tôi vừa đọc phần mở đầu của lời chứng của ông Trần Thuyên, một học giả Việt Nam tại Pháp. Câu cuối cùng trong phần này ông nói, khoa học đã giúp con người nhận thấy rằng vũ trụ có trật tự thống nhất và dường như đang hướng về những mục tiêu nào đó. Nhưng làm sao giải nghĩa những sự kiện ấy nếu không nhìn nhận có đấng tạo hóa? Thưa quý vị, đây cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta. Ước mong quý vị sẽ tìm đến với Chúa Giêsu để tìm được lời giải đáp cho chính mình.